huy động chó nghiệp vụ truy tìm nghi phạm giết 3 người ở Khánh Hòa. Tính đến 13 giờ chiều mùng 2 tháng 6, hàng chục trinh sát thuộc công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa và chó nghiệp vụ được tăng cường để truy tìm Phan Danh Hưng, sinh năm 1986, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, người ra tay sát hại vợ, cháu gái và một người hàng xóm vào sáng cùng ngày. Theo ghi nhận, hiện nhiều khu vực tại núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân đã được phong tỏa để truy tìm nghi phạm Phan Danh Hưng. Công an xác định rất có thể nghi phạm đang trốn xung quanh khu vực tại núi Hòn Dữ. Chính thức đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi bỏ vân tay. Ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật căn cước về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay, sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ thẻ căn cước, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú. Về người được cấp thẻ căn cước, dự thảo luật bổ sung quy định về quản lý cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Miền Bắc sắp đón mưa rông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt sắp kết thúc khi vùng hội tụ gió trên mực 1.500m hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ đêm ngày 8 đến 11 tháng 6, mưa mở rộng ra các khu vực đồng bằng, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ chiều tối và đêm 5 đến 11 tháng 6, có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng chấm dứt. Danh sách tuyển Việt Nam hội quân, Công Phượng Quang Hải góp mặt. Sáng 2 tháng 6, huấn luyện viên Trozier đã có công bố danh sách đội tuyển Việt Nam hội quân dịp FIFA Days tháng 6 2023 với 33 cầu thủ. Bên cạnh việc giữ lại những gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Hồng Duy, Tiến Linh, chiến lược gia người Pháp cũng mở rộng danh sách, trao cơ hội cho những nhân tố mới như thủ môn Đình Triệu Hải Phòng, Minh Toàn Bình Dương, Lâm Tý Phong, Lê Phạm Thành Long Thanh Hóa, Smith Bình Định, Hải Huy Hải Phòng. Đáng chú ý, ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải Pau FC, Công Phượng Yokohama FC và Văn Toàn Seoul Island cũng được gọi về trong đợt tập huấn lần này.